Xin chào các bạn, khi nói về ngựa, chúng ta ai ai cũng biết, không xa lạ gì. Những con ngựa nổi tiếng mà hầu hết chúng ta đều biết như Xích Thố của Quan Công. Thiên Lý Mã tức là ngày đi ngàn dặm, Bá Nhạc là người đã phát hiện ra giống ngựa này. Ngoài ra chúng ta còn biết về Hãn Huyết Bảo Mã và ở Việt Nam cũng có một con ngựa có thể vượt qua được những loại ngựa kể trên. Đấy chính là ngựa sắt của Thánh Gióng, được làm bằng sắt, có thể phun lửa, cưỡi mây đạp gió. Bật mí cho các bạn một chút. Thánh Gióng là một trong 4 vị thánh bất tử. Quay lại video này chúng ta không tìm hiểu về các giống ngựa nổi tiếng trên, cũng không tìm hiểu các hoạt động của ngựa sắt hay các vị thánh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một sự thật nho nhỏ nhưng không nhờ nó thì các loại ngựa trên cũng sẽ không trở nên nổi tiếng như vậy. Đấy là chiếc móng sắt ở chân ngựa. Có ai trong các bạn đặt câu hỏi là tầm quan trọng của chiếc móng sắt này không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video này nhé. Nói đến ngựa, ta nghĩ ngay đến khả năng chạy nhanh của nó, theo câu nói ngày đi ngàn dặm. Dặm ở đây là hệ đo lường của Trung Quốc và một dặm sẽ bằng 0,5 km. Có nghĩa là một ngày có thể chạy được 500 km, một con số quá ấn tượng đúng không ạ? Bonus cho các bạn một điều nhé. Con ngựa chạy nhanh nhất thế giới có vận tốc là 70,8 km/h. Nếu các bạn đi xe máy với tốc độ này cũng là khá nhanh rồi đó. Quay lại nội dung chính, việc chạy nhanh của ngựa làm ta liên tưởng tới những âm thanh ta, của vó ngựa. Tại sao khi ngựa chạy lại phát ra những âm thanh vang đến như vậy? Thì ra con người đã cho ngựa giày sắt móng sắt. Tại sao phải đóng móng sắt vào chân ngựa? Điều này bắt đầu từ ngón chân ngựa. Ngựa ngày nay, ở đầu ngón chân của tứ chi chỉ có một ngón, nếu ví với bàn tay người thì nó tương đương với ngón giữa. Những ngón chân khác đã bị thoái hóa cùng với sự diễn tiến của thời gian. Trên ngón chân này có móng giống như móng chân để bảo vệ. Móng ngựa thật ra là miếng da bị sừng hóa rất cứng. Lớp sừng hóa ở phía trước và hai bên rất dày và cứng gọi là vách móng. Lớp sừng của một phần phía trước dưới bàn chân ngựa gọi là đế móng. Vách móng và đế móng cùng xương móng ở trong móng tạo thành một khối rắn chắc, trở thành một chỉnh thể để khi ngựa chạy không bị lung lay. Phía dưới móng tức là bộ phận phía dưới của gót chân, lớp sừng hóa mềm mại và có đàn hồi, có thể làm giảm xung lực của mặt đất. Móng ngựa không hoàn toàn chạm xuống mặt đất, phần chạm đất chỉ giới hạn ở viền móng và vách móng, vì vậy tiết diện tiếp xúc với mặt đất nhỏ giúp ngựa phi nhanh trên đường lớn và những cánh đồng hoang đã khô cằn. Với sức tải lớn cùng tốc độ chạy nhanh vượt trội, từ lâu loài ngựa đã được sử dụng làm phương tiện di chuyển hay vận tải của con người. Vào thời kỳ đầu khi ngựa vừa được thuần hóa, xuất hiện một thực trạng là với cường độ di chuyển cao, chiếc móng tự nhiên của ngựa bị quá tải và mòn dần đi ảnh hưởng đến khả năng cũng như tốc độ chạy của chúng. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã sáng chế ra những chiếc móng sắt hoạt động như một lớp đệm bảo vệ bộ móng tự nhiên của loài ngựa. Móng ngựa vừa là lớp da ngắn, cứng bị sừng hóa lại vừa là điểm đỡ của trọng lượng cơ thể, do thường xuyên cọ sát trên mặt đất cứng, cùng với trên móng ngựa xuất hiện những vết mòn, lồi lõm ảnh hưởng tới tốc độ phi và sự thô vác nặng của ngựa. Về sau con người mới nghĩ ra một biện pháp là đóng móng sắt trên móng ngựa để móng ngựa không bị bào mòn. Đóng móng sắt cũng không được đóng tùy tiện. Trước khi đóng móng sắt phải dùng dao chỉnh lại móng, gọt cho phẳng mép đáy, vách móng, sau đó lựa móng sắt cho vừa nhất sao cho móng chân và móng sắt ôm khít lại với nhau. Cuối cùng dùng đinh đóng vào lỗ đinh của móng sắt. Vị trí đóng đinh là chỗ có sợi dây chắn hình tròn nằm giữa đế móng và viền đế vách móng. Khi đóng đinh móng phải để đinh hướng ra ngoài, xuyên ra vách móng nhưng không được làm tổn thương bộ phận xúc giác của ngựa. Đầu nhọn của đinh lộ ra ngoài vách móng ta phải cắt bằng, đoạn đinh còn lại uốn cong cho dính chặt vào vách móng để cố định móng sắt vào móng chân ngựa. Sau khi đóng móng sắt cho ngựa vẫn chưa thể coi là xong, bởi vì lớp sừng hóa của móng ngựa giống như móng tay người, nó không ngừng dài. Nếu ta không kiểm tra, không tu sửa thì móng ngựa sẽ bị biến dạng, móng sắt không phát huy được tác dụng. Do vậy mỗi năm phải sửa móng sắt cho ngựa vài lần, nếu móng sắt bị mài mòn quá, như thế phải kịp thời thay móng. Chỉ có như vậy mới bảo vệ tốt móng ngựa, phát huy được uy lực chạy ngàn dặm của ngựa. Qua video các bạn đã thấy được tầm quan trọng của chiếc móng sắt có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ và sức bền của ngựa. Có một vài thông tin ngoài về cho các bạn như sau. Con ngựa cao nhất, Big Jack, cao 2,1m nặng tới 1.1 tấn. Con ngựa thấp nhất, Thumbeliner, 0,44m. Đuôi ngựa dài nhất, 4,08m. Con ngựa được bán đấu giá đắt nhất, 16 triệu USD tương đương 368 tỷ Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Cũng đừng ngại khi có ai đó nói bạn còn không bằng con ngựa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và comment cho biết ý kiến của bạn. Đừng quên nhấn subscribe để follow kênh và ấn chuông để không bỏ qua bất cứ video nào nha.